Tiết kiệm không phải là cách người Do Thái đạt được tự do tài chính nhanh nhất, bí quyết nằm ở cách đầu tư và kiếm tiền. Chỉ chiếm 0.3% dân số thế giới song 30% của cả toàn nhân loại thuộc về người Do Thái. Dân tộc này luôn cho rằng chìa khóa của tự do tài chính không nằm ở việc bạn tiết kiệm như thế nào. Mấu chốt là cách kiếm tiền và đầu tư thông minh. Nhiều người thường bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tiết kiệm tiền là cách bền vững để đạt tự do tài chính. Thực tế điều này đúng nhưng chưa đủ đối với người do thái dân tộc nổi tiếng kiếm tiền giỏi với nhiều triệu phú cách điều tiết nhịp sống và xây dựng tự do tài chính hợp lý nhanh chóng được gói gọn trong ba bí quyết dưới đây ngày một thay vì tiết kiệm hãy lựa chọn lĩnh vực đầu tư để tiền đẻ ra tiền người do thái đề cao tính tiết kiệm nhưng họ không quá coi trọng việc này chi tiêu hợp lý thông minh để tiền đẻ ra tiền mới thực sự là điểm đáng chú ý chỉ cần có cơ hội kiếm tiền người do thái sẽ không ngần ngại đầu tư một trong lĩnh vực đầu tư được người Do Thái ưu tiên đó chính là tin tức. Trong thế giới kinh doanh thông tin là quan trọng nhất. Dân tộc này luôn coi trọng việc thu thập thông tin trong cạnh tranh kinh doanh. Điều này khiến họ là người nắm rõ thông tin và cơ hội kiếm tiền nhanh nhất. Điều thứ hai được người Do Thái sẵn sàng đầu tư đó là các mối quan hệ. Điều này đúng với câu nói: 20 tuổi kiếm tiền bằng thể lực, 30 tuổi kiếm tiền bằng khối óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ không chỉ giúp bạn tăng thu nhập việc quen biết với những người ưu tú bạn chắc chắn sẽ học được ở họ những quan điểm tư duy cách suy nghĩ giúp bản thân phát triển hơn nên nhớ rằng bạn chính là trung bình cộng của năm người mà bạn dành thời gian nhiều nhất thế giới luôn dành cho người do thái những lời ca tụng như một tay là sự giàu có tay còn lại nắm giữ sự khôn ngoan sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là điểm nổi bật nhất của người dân do thái để có được điều này họ luôn duy trì truyền thống tốt đẹp là tập trung vào giáo dục khi con còn nhỏ, cha mẹ Do Thái luôn rèn cho con niềm yêu thích, say mê đọc sách. Quan niệm trí thức là của cải đã in sâu vào tư tưởng của trẻ. Với trí tuệ thông thái, tự nhiên sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng kiếm tiền. Đầu tư cho tri thức là một con đường dài, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân sẽ giúp mỗi người đi nhanh hơn. Cũng là chìa khóa dẫn đến tự do tài chính. 2. Sử dụng trí não để kiếm tiền. Trong mắt người Do Thái, kiếm được nhiều tiền và có được của cải hay không là phụ thuộc vào bộ não của bạn. Làm ăn thì luôn dùng trí thông minh để chiến thắng, họ tin rằng chỉ có kiếm tiền bằng khối óc của mình thì mới có thể mang lại tiền tài lớn mạnh, đạt tự do tài chính một cách nhanh chóng. Họ biết cách vận dụng kiến thức để suy nghĩ, phân tích vấn đề, quan sát nhu cầu cảm xúc, duy trì giá trị của người tiêu dùng. Bởi vậy, việc kinh doanh của người Do Thái dường như rất thuận lợi vì đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, thu về lợi nhuận rất lớn. Vậy nên trong giới tinh hoa và giàu có ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người Do Thái. Chẳng hạn như anh Sở Tanh, Rockefeller, người sáng lập Google, Picasso, Phở Doi, Warren Buffett, ngày ba, không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Trong mắt của người Do Thái, cả thế giới này chính là thị trường để họ kiếm tiền. Nếu như một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ thì người Do Thái có tầm nhìn rộng hơn rất nhiều. Điều này giúp họ tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền hơn việc ôm khư khư lãnh đại quen thuộc không phải là cách kiếm tiền của dân tộc này các thương nhân do thái không có thị trường cố định họ đã có mặt ở mọi nơi trên thế giới chiến đấu từ đông sang tây tiến tới nam bắc tiếp xúc rộng rãi và thực hiện các giao dịch lớn nhỏ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào người do thái quan niệm muốn kiếm tiền không thể ngồi yên một chỗ càng đi nhiều càng tiếp xúc với nhiều người mở mang tầm mắt và cơ hội kiếm tiền không ngại khó khăn nắm bắt mọi thời cơ là mấu chốt giúp mỗi người nhanh chóng đạt được tự do tài chính theo Sina, quy tắc giúp người Do Thái ngồi chơi cũng kiếm được tiền, kinh doanh thứ này không bao giờ lỗi thời. Những quy tắc ngầm trong kinh doanh này của người Do Thái hơn 2.000 năm sau vẫn là đỉnh cao bí kíp. Một trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất ở người Do Thái là tư duy làm giàu độc đáo. Với họ, không phải cứ chăm chỉ là sẽ giàu có và trí tuệ mới là chìa khóa dẫn đến thành công. Dưới đây là 12 nguyên tắc cốt lõi về việc kiếm tiền của họ, được lưu truyền qua bao thế hệ. Ngày 1, phục vụ cái miệng, người do thái cho rằng kinh doanh nên nhắm vào nhu cầu ăn uống của mọi người bởi đây là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người chúng ta thu nhập bình quân đầu người tăng người tiêu dùng có nhu cầu tận hưởng và dành nhiều thời gian hơn trong việc làm hài lòng khẩu vị của mình vì vậy kinh doanh ăn uống không bao giờ lỗi thời hai đi khắp nơi kiếm tiền kiếm tiền mọi lúc mọi nơi là đặc điểm tự nhiên của người do thái những thương nhân do thái ít có thị trường cố định mà ở khắp nơi Họ không ngại khó, ngại khổ khi đi từ Đông sang Tây, xuôi Nam ngược Bắc để lập nghiệp cũng như mở rộng thị trường khi bản thân đủ tiềm lực. Ở đâu, họ cũng có thể thực hiện các giao so dịch lớn nhỏ. Bởi vậy, để làm giàu, không thể ngồi yên một chỗ mà phải đi khắp nơi. 3. Quy tắc 78 trên 22 Người Do Thái cho rằng trong xã hội này, tỷ lệ người bình thường và người có tiền khoảng 78 trên 22, nghĩa là 22% người có tiền chiếm tới 78% khối lượng tài sản, bởi vậy, muốn giàu có thì chỉ cần biết kiếm tiền từ những người có tiền. Quy tắc 78 trên 22 còn là một quy luật tự nhiên, ví dụ 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, làm đẹp. Y tế về cơ bản chiếm khoảng 78% phí tiêu dùng sinh hoạt. Vì thế, các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của người Do Thái đa số đều tập trung vào những ngành này đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em. 4. Phục vụ phụ nữ để kiếm tiền mục tiêu được ưu tiên hàng đầu của người do thái là phụ nữ bởi đây là tay hòm chìa khóa trong gia đình từ trước tới nay nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền lo cho gia đình tuy nhiên họ kiếm tiền không có nghĩa là sẽ giữ tiền trong tay quyền chi tiền phần lớn vẫn do phụ nữ quyết định họ không chỉ là người mua sắm các vật dụng thường ngày hay lo toan các công việc gia đình mà còn mua sắm trang sức vàng bạc để tích lũy nhắm chung đối tượng này tiền của nhất định sẽ tới rồi giao 5. Sử dụng trí tuệ để kiếm tiền. Người do thái luôn cho rằng sự thông minh có thể kiếm ra tiền mới là thông minh thực sự, đó mới là nhìn xa trông rộng. Theo cách này, tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ trong kinh doanh, chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới là trí tuệ sống có giá trị. Bởi vậy, người kinh doanh cần dùng trí tuệ để suy nghĩ và phân tích tâm lý và hành vi người tiêu dùng. Chỉ khi nắm rõ được nhu cầu của khách hàng thì mới có thể tồn tại trên thị trường. 6. Tăng doanh thu quan trọng hơn tiết kiệm. Những doanh nhân do Thái đều tin rằng của cải là do bỏ mồ hôi công sức tạo ra, chứ không phải nhờ tiết kiệm, tích góp mà có. Vì thế, muốn thu được lợi nhuận và giàu có thì phải sẵn sàng đầu tư, phải nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ. 7. Quý trọng thời gian Người Do Thái có câu châm ngôn, đừng đánh cắp thời gian. Câu nói này không chỉ có ý nghĩa trong việc kinh doanh kiếm tiền mà còn nhắc nhở cách hành xử đúng đắn khi kinh doanh. Nhắc nhở chúng ta nên biết nắm chắc từng phút từng giây mới có thể giành được cơ hội để thành công và giàu có. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, ai chậm chân người đó sẽ mất cơ hội. Để thành công, luôn phải đi trước một bước, chủ động và không ngừng đổi mới để nắm bắt được cơ hội đến với mình. 8. Tận dụng thông tin để nắm bắt cơ hội. Người do thái vốn nổi tiếng trong việc nắm bắt, thu thập thông tin. Một khi có trong tay những thông tin về cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không bỏ lỡ. Điều này cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp họ có được thành công. Ví dụ trong một trung tâm thương mại khi các doanh nghiệp có cơ hội ngang nhau, điều kiện như nhau, người chiến thắng chính là người biết nắm bắt cơ hội. Kẻ chịu khó chủ động tìm hiểu và phân tích thị trường thì bao giờ cũng sẽ có lợi thế hơn kẻ ỉ lại và luôn ở thế bị động. 9. Đặt uy tín lên hàng đầu Trong kinh doanh, người do thái nổi tiếng biết trọng chữ tín, không bao giờ vi phạm giao ước. Một khi đã ký hợp đồng, dù việc gì xảy ra, họ quyết không thay đổi. Việc luôn tuân thủ quy luật của cuộc chơi sẽ giúp người kinh doanh thiết lập được những mối quan hệ cộng sự đáng tin cậy. Điều này cũng sẽ giúp cho công việc thuận lợi và suôn sẻ hơn. Ngày 10, đứng ở cao mới thấy được xa. Trong kinh doanh, người Do Thái luôn cho rằng nên càng cố gắng sẽ càng tiến xa. Trên không thể chạm đến thì mắt phải thấy được. Mắt không thể thấy được thì tim phải cảm nhận được. Dù vậy làm gì cũng phải có những bước đi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Bước trước một bước mới có thể dẫn dắt và tạo ra nhu cầu của thị trường. Ngày 11, phối hợp tốt các nguồn lực. Nhà kinh tế học người do Thái William Gibson đã nói, bạn có thể vay mọi thứ từ tiền, tài năng, công nghệ cho đến tri thức. Thế giới này đã chuẩn bị tất cả các nguồn lực bạn cần, tất cả những gì bạn phải làm là thu thập và sử dụng trí tuệ để kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm có giá trị. 12. Đàm phán tạo ra giá trị Có một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái, có người cho hai đứa trẻ một quả cam. Tuy nhiên vì chia chác mà chúng cãi nhau, thấy vậy người cho đề xuất bổ đôi cho mỗi đứa một nửa đứa trẻ thứ nhất về nhà vứt các múi cam đi đem vỏ nghiền nát rồi trộn vào bột mì nướng bánh ăn đứa trẻ còn lại thì lấy múi cam ép thành nước uống vứt vỏ vào thùng rác có thể thấy mặc dù hai đứa trẻ đều có nửa quả cam nhưng chúng đã không tận dụng hết nguyên liệu sẵn có nên không đạt được lợi ích lớn nhất đây cũng là một sai lầm lớn trong kinh doanh mà nhiều người vẫn đang mắc phải từ câu chuyện này có thể rút ra rằng trong kinh doanh đàm phán là điều thường gặp Lúc này, nên tăng cường giao tiếp để gây dựng thiện cảm với đối tác, và cùng nhau làm việc để ra được kết quả đôi bên cùng có lợi. Tiếp theo, 40 tuổi vẫn còn thất nghiệp, điều gì giúp doanh nhân người do Thái này đổi đời ngoạn mục thành tỷ phú kiêm ông trùng truyền thông tài chính? Tỷ phú tự thân Michael Bloomberg là chủ nhân của đế chế truyền thông nổi danh toàn cầu mang tên mình, xuất thân từ một gia đình do Thái, Michael Bloomberg đã vượt qua mọi trở ngại và trở thành người đàn ông nổi tiếng trên đất Mỹ với gần 90% cổ phần sở hữu ở tập đoàn Bloomberg và ba lần đắc cử thị trường New York. Bước chân đầu đời không hề thuận buồm xuôi gió. Tỷ phú Bloomberg sinh ra vào ngày Valentine năm 1942 tại Medford, Massachusetts, một thị trấn bên cạnh Boston. Cha ông làm nghề kế toán cho một công ty sữa địa phương. Suốt thời gian trong trường đại học, Bloomberg phải làm nhân viên bảo vệ và trong xe để có thể lấy tiền chi trả học phí. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện với tấm bằng kỹ sư trường John Hopkins và bằng MBA tại Harvard, Bloomberg bắt đầu sự nghiệp của mình làm việc tại Salomon Berger, New York. Năm 1966, ông làm việc cho công ty hãng dịch vụ tài chính Salomon Berger với mức lương khởi điểm 9.000 USD mỗi năm. Ban đầu, ông làm việc tại bộ phận kết sắt. Sau nhiều năm làm việc nỗ lực, đến năm 1972, Bloomberg trở thành một nhân viên giao dịch trái phiếu và còn là cổ đông của công ty. Công việc của ông đòi hỏi ông phải làm 12 giờ mỗi ngày, liên tục 6 ngày một tuần. 39 tuổi, Bloomberg bị sa thải sau nhiều năm làm việc tại công ty đầu tư Salomon Brothers. Ông đã nghỉ việc và nhận 10 triệu đô la Mỹ tiền trợ cấp, bước ngoặt mới mở ra con đường giàu có. Bloomberg quyết định áp dụng những gì mình tích lũy thời gian qua để thành lập một công ty với tên Innovative Market Solution nhằm mục đích cung cấp thông tin, số liệu cho các doanh nhân trên thị trường chứng khoán. Ông đã cùng bốn người khác sử dụng 4 triệu đô la Mỹ để phát triển một hệ thống máy tính có thể cung cấp thông tin về thị trường trái phiếu. Công ty có đơn hàng đầu tiên trị giá 30 triệu USD vào năm 1982 với 22 thiết bị đầu cuối Market Master. Trong suốt những năm 80, công ty rất thành công và được định giá tới 2 tỷ đô la chỉ sau 8 năm thành lập. Năm 1986, Bloomberg đã chính thức đổi tên công ty sang tên mình. Năm 1989, ông chi ra 200 triệu USD để mua lại 1 phần 3 cổ phần của Merlin. Năm 1990, ông cũng thành lập hãng tin kinh tế Bloomberg. Công ty của Bloomberg có hơn 1.600 phóng viên trên khắp thế giới và cung cấp hơn 4.000 bản tin mỗi ngày cho 450 tờ báo bao gồm các tờ báo nổi tiếng như The New York Times và The Washington Post, mạng kinh doanh truyền hình cũng đạt nhiều phát triển nhanh chóng. Họ đã phát sóng các bản tin tài chính và thông tin thị trường tới 200 triệu cổng thông tin trên khắp thế giới trong 24 giờ thông qua 11 mạng truyền hình bằng 8 ngôn ngữ. Đồng thời, Bloomberg cũng cung cấp các bản thảo phát sóng cho hơn 700 đài phát thanh trên khắp thế giới. Năm 2001, Bloomberg quyết định chạy đua vào trước thị trường thành phố New York Ông bắt đầu nhiệm kỳ năm 2002 và đóng góp rất nhiều thành tựu quan trọng trong sự kiện Vanity Fair năm 2014, Bloomberg đưa ra một lời khuyên cho Vigo khi đối mặt với những lời chỉ trích, chỉ cần biết rằng đến cuối cùng bạn là người chiến thắng còn họ thì không. Đổi đời nhưng vẫn tiết kiệm từng đồng. Trong suốt 12 năm làm việc tại văn phòng thị trường, Bloomberg chỉ nhận mức lương tượng trưng là một đô la mỗi năm. Ông cũng không sử dụng biệt thự được cấp mà ở nhà riêng của mình. Theo người phát ngôn của ông, Sở Tiêu Lốt, Bloomberg chỉ sở hữu hai đôi giày màu đen để đi làm. Cả hai đều mòn tới nỗi không nhìn rõ nhãn hiệu. Hôm nay ông đi đôi này thì ngay mai ông sẽ đi đôi còn lại. Những đôi giày được chăm chút cẩn thận, thường xuyên được mang đi đánh bóng hoặc thay đế mới để đi được lâu hơn. Ông nói chỉ cần đi thoải mái và tiện dụng là được, không có nhu cầu mua giày mới, người này nói. Bloomberg cũng rất tiết kiệm khi đi mua cà phê. Ông ấy luôn mua loại nhỏ nhất để không bị lãng phí. Ở phương diện quần áo cũng vậy, vị tỷ phú sẽ chỉ sắm khi thật sự có nhu cầu. Chiếc Chezolet bơ trị giá 52.000 USD là chiếc xe mà Bloomberg bỏ tiền túi ra mua, nhưng ông lại thường xuyên chen trúc trên tàu điện ngầm đi làm để đích thân trải nghiệm tình trạng tắc đường của New York. Sau 10 năm mài gươm, cuối cùng ông ấy đã khởi động một chương trình giao thông công cộng mới công dân đi làm bằng xe đạp vào tháng 6 năm 2013. Hệ thống xe đạp công cộng lớn nhất ở Hoa Kỳ đã được ra mắt và việc thành lập dịch vụ cho thuê xe đạp bắt đầu trở nên phổ biến. Sẵn lòng chi hàng tỷ USD cho từ thai, kêu kiệt với bản thân nhưng bởi lũ mức rất hào phóng với xã hội. Điều này được thể hiện trong hàng loạt hoạt động từ thiện của ông. Đến nay, vị tỷ phú đã đóng góp hàng tỷ đô la cho các quỹ về môi trường, giáo dục, sức khỏe, nghệ thuật, vào năm 2013, Bloomberg đã quyên góp 450 triệu đô la Mỹ, trong đó có 350 triệu đô la Mỹ cho trường cũ của ông là Đại học John Hopkins. Tới thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp lũy kế đã đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ cho ngôi trường cũ này. Việc quyên góp này đã khiến ông trở thành người hiến tặng hào phóng nhất cho một trường học tại Mỹ. Ngoài ra, ông cũng đóng góp vào quỹ Bill Gates để giúp đỡ người bại liệt với 100 triệu đô la Mỹ. Theo tạp chí New York, chỉ trong năm 2019, tỷ phú Bloomberg đã cho đi tổng cộng 3,3 tỷ USD. Trong một hội thảo ở trường Damat College, thuộc tiểu bang New Hampshire, Bloomberg đã chia sẻ với các sinh viên tại đây về tầm quan trọng của công việc thiện nguyện. Ông cho biết, từ thiện có thể là chiếc chìa khóa để kết nối những tấm lòng và kết nối những điều mà chúng ta không thể ngờ tới. Chắc chắn đó là những điều hết sức có lợi và có ý nghĩa. Cũng giống như các tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett, Michael Bloomberg đã ký vào bản cam kết sẽ quyền góp ít nhất một nửa tài sản của mình cho hoạt động từ thiện ông nói tôi nghĩ điều quan trọng nhất chúng ta nên làm là để lại cho con cháu của mình một thế giới tốt đẹp hơn chứ không phải để lại cho chúng thật nhiều của cải hành vi từ thiện của bạn sẽ mang lại lợi ích cho chúng nhiều ích lợi hơn hẳn những gì bạn tưởng tổng hợp có tư duy này bảo sao người do thái nhanh giàu một đồng là tiền nửa xu cũng là tiền bao nhiêu cũng không đủ Người Do Thái là một trong những dân tộc thông minh nhất và giàu có hàng đầu thế giới. Trong mắt họ, tiền bạc không phân chia tốt, xấu, mà tốt, xấu thực sự đều nằm ở lòng người. Người Do Thái chỉ chiếm khoảng 0,3% dân số thế giới, nhưng lại là những người nắm giữ huyết mạch kinh tế thế giới. Họ có những tư duy kinh doanh vô cùng sáng suốt và quan điểm rõ ràng đối với tiền bạc. Điều này khiến cho những người Do Thái thường đạt được thành công, trở nên giàu có. Đặc biệt, trong mắt người Do Thái, tiền bạc không có phân chia tốt, xấu, Họ luôn trân trọng từng đồng tiền, dù ít hay nhiều, dù là nửa xu hay một đồng vì mỗi đồng tiền được kiếm ra nhờ trí tuệ đều vô cùng đáng quý. Đó là lý do có một câu chuyện về người Do Thái như sau. Hai người đàn ông trẻ tuổi cùng nhau đi tìm việc việc. Trong khi đang đi trên đường, họ nhìn thấy một đồng xu đánh rơi. Người đàn ông đầu tiên bước qua nó và đi tiếp như một quý ông, còn người Do Thái lại cúi xuống, cẩn trọng nhặt lấy đồng xu và nhét vào ví, người bạn chứng kiến cảnh tượng ấy và lấy làm lạ bèn hỏi chỉ có một đồng thôi mà cậu nhặt làm gì người do thái không bận tâm thái độ của bạn chỉ bình thản đáp rằng một đồng cũng là tiền nửa xu cũng là tiền người bạn không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương nhưng cũng không nói gì thêm họ tiếp tục đồng hành tới công ty để phỏng vấn sau quá trình phỏng vấn người bạn thấy công ty này có quy mô nhỏ việc nhiều nhưng lương lại thấp do đó anh ta không chút do dự đã quyết định rời đi cố gắng tìm một công ty lớn hơn trong khi đó người do thái lại đồng ý ở lại với công ty nhỏ này ba năm sau họ gặp lại nhau người bạn vẫn đang miệt mài với quá trình nhảy việc mà không thể làm cố định được lâu trong khi đó người do thái đã trở thành quản lý sự nghiệp thăng tiến nhờ gắn bó với công ty từ sớm nên anh rất được các sếp trọng dụng giao cho nhiều cơ hội phát triển tích lũy kinh nghiệm cũng như mạng lưới quan hệ hiện tại người do thái hoàn toàn có đủ bản lĩnh để bắt đầu xây dựng vùng trời riêng người bạn rất ngạc nhiên nên hỏi thằng rằng làm những việc không đáng như anh sao lại có thể phát đạt như vậy người do thái trả lời anh như một quý ông không cần tới một đồng xu nhưng với tôi dù nhiều hay ít đó đều là giá trị cần tích lũy khi đã tích lũy thì bao nhiêu cũng là không đủ càng tích lũy thì càng có nhiều cơ hội hơn với người do thái ngay cả một đồng xu nhỏ bé cũng là tiền bạc mà đã là tiền bạc thì không bao giờ được bỏ lỡ cũng giống như vậy Họ luôn trân trọng từng cơ hội chứ không bao giờ xét nét đáng hay không đáng. Qua mỗi một cơ hội, họ lại tìm thấy những giá trị quan trọng, dần dần tích lũy thành cả gia tài. Đặc biệt khi nhắc đến tích lũy, người Do Thái cũng nổi tiếng với quy tắc 91 của mình. Vì họ từng phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng đói khổ, nguy hiểm và gian khó, nên họ luôn coi bất cứ thứ gì mình có được cũng đều rất đáng quý. Họ luôn tâm tâm niệm niệm tính tiết kiệm và trân trọng mọi thứ đang có, nhưng không quên chuẩn bị sẵn cho tương lai. Từ đó, họ đã nghĩ ra quy tắc 91 đắt giá như sau, dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày, bạn cũng chỉ được tiêu xài tối đa 9 phần. Bắt buộc phải tiết kiệm ít nhất một phần của khoản tiền đó. Một doanh nhân do Thái khi trò chuyện với người đàn ông bán trứng ngoài chợ, anh ta được hỏi rằng, tại sao mình làm việc chăm chỉ mà vẫn mãi chưa giàu? Vị doanh nhân mới hỏi ngược lại. Nếu anh lấy 10 quả trứng mỗi sáng và cho chúng vào một cái giỏ, và mỗi đêm lấy ra chín quả trứng từ trong giỏ, sau một thời gian điều gì sẽ xảy ra? Người bán trứng đáp lại, tôi sẽ có càng nhiều trứng. Theo thời gian, trứng sẽ đầy chặt giỏ. Doanh nhân giàu có hỏi tiếp, anh có biết nguyên nhân diễn ra điều đó không? Người kia đáp lại, chuyện này có gì mà hỏi, đương nhiên quá mà. Nếu mỗi ngày trong giỏ lại tăng thêm một quả trứng, ngày qua ngày, số trứng đương nhiên phải đầy lên chứ không thể bớt đi được. Doanh nhân do thái, anh hiểu rõ như vậy thì anh đã làm điều đấy chưa? Nghe vậy, người bán trứng mới bần thần. Vị doanh nhân tiếp tục bí quyết giàu có của tôi rất đơn giản đó chính là mỗi ngày hãy để lại ít nhất một quả trứng dù anh kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày anh cũng phải tiết kiệm một trên mười số tiền bạn kiếm được đừng vì những điều tôi nói đơn giản mà cười nhạo tôi khi anh làm được như vậy thì anh cũng sẽ hiểu rõ ràng chỉ khi chúng ta trân trọng từng đồng tiền mình có thể làm ra thì mới có thể chi tiêu đúng cách và thích hợp từ đó ta cũng biết cách tiết kiệm từng xu lẻ mà không bao giờ lãng phí đó chính là dấu hiệu cho thấy ta bắt đầu làm giàu Quy tắc 91 đã chỉ ra, nếu chúng ta không chi tiêu quá 90% tổng thu nhập, như vậy qua thời gian, ta sẽ có một khoản tiết kiệm kha khá. Chẳng hạn, nếu bạn kiếm được 10 đồng thì hãy tiết kiệm ít nhất 1 đồng. Nếu bạn kiếm được 1 triệu đồng thì hãy tiết kiệm ít nhất 100.000 đồng. Khi ta bắt đầu làm điều này, ta đã bắt đầu đặt chân trên con đường trở nên giàu có. Đừng bao giờ coi thường khái niệm tích lũy. Một đồng của ngày hôm nay có thể trở thành một gia tài cho tương lai chính vì sự giàu có không phải tự nhiên đến sau một đêm đó luôn là thành quả của nhiều năm cống hiến chăm chỉ và phấn đấu dù là tiền bạc hay kinh nghiệm sống cũng cần tích lũy từng chút có như vậy qua thời gian ta mới có cả một gia tài giàu có hay không là do ta quyết định hãy biết chuẩn bị chăm chỉ làm việc và tiết kiệm những gì mình có bảy điều mà người giàu hiểu từ rất sớm người không tin thì mãi nghèo ngừa dễ ngã khi gặp đất yếu người dễ thua vì lời ngon tiếng ngọt người khôn ngoan không chỉ biết lý thuyết nằm trên sách vở mà họ còn biết cách áp dụng kiến thức và thực tế cuộc sống đó chính là chìa khóa để họ ngày một tiến tới trên nấc thang của sự giàu có ngày một muốn dễ sóng đạp gió thì đừng ngại lội sông từ đầu người ngại làm việc nhỏ thì sao có khả năng làm nổi việc lớn con người không trở nên tầm thường vì thiếu năng lực họ chỉ thực sự tầm thường khi mãi hài lòng với hiện trạng và luôn đứng yên tại chỗ không có mục tiêu không biết tiến tới dù là người yếu kém đến mấy, chỉ cần mỗi ngày tiến một bước, ngày nào cũng đều đặn như vậy thì sớm muộn gì họ cũng đạt tới tầm cao. Ngược lại, dù là người tài năng bao nhiêu, nếu chỉ sống vật vờ, mơ màng về cả hiện tại và tương lai thì làm sao có thể thăng tiến. Mà trong đời sống hiện đại ngày nay, không thay đổi chính là thụt lùi. Cuối cùng, bản thân họ tự đẩy mình đến ngưỡng cửa tầm thường, đánh mất trí hướng, chẳng thể làm ra được chuyện gì chỉ khi chúng ta chịu khó sông pha, chăm chỉ tiến tới, không quản ngại gian khó thì mới có thể ngày càng mở rộng năng lực của mình. Hai, người khôn ngoan không đợi mình sai lầm mới học hỏi, mà học hỏi ngay từ sai lầm của người khác. Bác từng nói rằng, con người phải học cách đi bộ và học cách vấp ngã, và chỉ khi học được cách vấp ngã người ta mới thực sự biết cách đi bộ. hầu hết chúng ta đều hiểu được điều này. Nếu không có sai lầm, không có vấp ngã thì sẽ không biết rút kinh nghiệm, từ đó học hỏi được nhiều điều hơn điều đáng sợ nhất không phải là mắc vấp ngã mà là sau khi vấp ngã chúng ta vẫn tiếp tục mắc phải nó hết lần này đến lần khác mà chẳng thể phát triển hơn tuy nhiên với những người khôn ngoan họ không muốn bản thân học hỏi từ những lần tự mình vấp ngã vì cuộc đời phải vấp ngã biết bao nhiêu lần thì mới đủ cho họ học thay vào đó họ biết cách rút ra bài học từ sai lầm của người khác nhờ vậy khi gặp vấn đề tương tự họ không phải trả học phí đắt đỏ mà vẫn biết cách giải quyết Ba, ngựa gặp đất yếu càng dễ mắc sai lầm, người gặp lời ngon tiếng ngọt càng dễ đánh mất chính mình. Mật ngọt thì chết rồi. Khi ở trong một môi trường ổn định và an nhàn quá lâu, không chỉ ý chí mà cả tài năng, tư duy và bản lĩnh của mỗi người đều có thể bị thui chột. Chúng ta dễ thả lỏng cảnh giác hơn, sau đó đánh mất chính mình. Tài nguyên thì có hạn, trong khi vòng năng lực của người khác ngày càng rộng hơn, vòng an toàn của bạn sẽ ngày càng thu hẹp. Cứ như vậy, chúng ta tự đẩy mình vào cảnh bị đào thải khỏi cuộc chơi do đó hãy luôn tự nhận thức được rằng trên đường sẽ chẳng có con đường bằng phẳng mãi ta chẳng thể yêu cầu mọi thứ đều theo ý mình nên lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác bản thân chúng ta càng không được kiêu ngạo hấp tấp phải cẩn trọng và kiên định kẻo gặp rắc rối làm người không nên quá tự cao tự đại cho rằng mình hơn người thắng không kiêu bại không nản người nào biết lượng sức mình thì mới có thể vươn xa ngày bốn người đi vạn dặm đường mà không có tri thức thì chỉ có thể là người đưa thư không phải lúc nào đi nhiều cũng hiểu nhiều trên hành trình đi đó chúng ta còn phải không ngừng trải nghiệm và tích lũy đúc kết nó thành những tri thức của riêng mình điều đó mới giúp hành trình đi và trải nghiệm trở nên giá trị hơn không phải tự nhiên mà người do thái một trong những dân tộc thông minh và giàu có nhất thế giới lại vô cùng coi trọng việc đọc sách họ luôn dạy con mình đọc sách và cho con một tủ sách riêng ngay từ nhỏ muốn nâng cao tầm nhìn và kỹ năng bản thân hãy đọc sách kết hợp với tìm tòi khám phá đây là những điều không thể bỏ qua nếu bạn muốn phát triển tương lai của mình năm nếu chỉ chờ đợi thứ bạn nhận được là tuổi già của bản thân nhiều người cho rằng mình chưa thành công là vì thiếu cơ hội do đó họ cứ để mặc thời gian trôi đi chỉ thành thơi ngồi chờ cơ hội đến tuy nhiên chờ đợi mà không làm gì chính là khởi nguồn của thất bại trong cuộc sống không thiếu người chỉ mãi há miệng chờ sung và luôn đặt hy vọng vào người khác như vậy họ quên mất rằng nếu cứ chờ đợi mãi như vậy thứ duy nhất bạn nhận được là tuổi già một cuộc sống tốt đẹp không bao giờ là chờ đợi mà ta phải chăm chỉ, cần cù và hết mình vì tương lai. Chỉ có hành động mới là khởi đầu của thành công. Nếu bạn chưa có cơ hội, hãy cố gắng làm việc để tạo ra cơ hội cho chính mình. 6. Phải ở cùng sói mới học được cách săn mồi, phải tiếp xúc với người ưu tú thì mới khiến bạn trở nên xuất sắc. Có câu rằng, một người ngày ngày khen ngợi chưa chắc đã là bạn tốt của chúng ta. Không phải cứ được khen ngợi là tốt, đôi khi những lời chỉ trích mới là thứ giúp bạn thành công. Những lời ngon tiếng ngọt có thể khiến bạn lơ là, mất cảnh giác. Những cuộc vui tối ngày có thể khiến bạn trở nên lười biếng, không biết cải thiện. Ngược lại, kết thân với người cùng chí hướng, ta sẽ tìm được cảm hứng và năng lượng tích cực. Đó mới là con đường để có thể phát triển cùng nhau, chứ không phải kéo nhau đi xuống. 7. Có ba thứ mà dù giàu hay nghèo, người khác cũng không thể cướp được từ bạn. Quan điểm của người Do Thái chính là, trên đời có ba thứ mà người khác không thể lấy đi, một là đồ ăn nằm trong bụng, hai là ước mơ nằm trong tim, ba là tri thức nằm trong đầu. Thức ăn sẽ cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể, ước mơ sẽ cung cấp dũng khí nuôi tâm hồn, và sách sẽ cung cấp vốn liếng nuôi tư duy. Dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng luôn có được ba loại của cải đắt giá đó. Quan trọng là cách mỗi người sử dụng chúng như thế nào. Tận dụng tốt những nguồn của cải này, bạn có thể trở thành những người dũng cảm theo đuổi ước mơ, khát vọng cải thiện cuộc sống và sống theo cách mà bản thân mong muốn lối tắt kiếm tiền của người do thái người nắm chắc ba điều này thì luôn có lợi thế trên thương trường càng vội vàng muốn đi tắt để thành công bạn càng dễ bước vào đường cụt tự khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh khốn khó liệu có một lối tắt nào trên thương trường giúp rút, rút ngắn quãng đường thành công hay không đối với người do thái muốn nhanh chóng thành công nên tìm cho mình một lối đi nhanh nhất không lãng phí thời gian để chờ đợi cơ hội họ luôn tự tạo ra chúng Tuy chỉ chiếm 0,5% tổng dân số thế giới, nhưng người Do Thái lại sở hữu tới 35% của cải thế giới. Điển hình là gia tộc rót chiều với tài chính hùng mạnh nhất thế giới. Một nửa trong số 40 người đứng đầu bảng xếp hạng người giàu nước Mỹ của Pháp là người Do Thái. Rất nhiều người giàu hàng đầu trên thế giới cũng là người Do Thái. Điều gì giúp dân tộc Do Thái sản sinh ra những nhân vật xuất chúng như vậy? Đó chính là tư duy khác biệt. Người Do Thái cho rằng, người thường có thể dành 10 năm để thực hiện một mục tiêu nhưng họ hoàn toàn có thể làm được mục tiêu tương tự trong một hoặc hai năm bằng cách tìm ra đường tắt nếu là một người thông minh đương nhiên ai cũng sẽ lựa chọn đường tắt có ba lối đi tắt được những người giàu do thái áp dụng trên con đường làm giàu sau đây lối tắt kiếm tiền đa dạng kênh thu nhập người do thái quan niệm họ không làm việc chăm chỉ để kiếm sống bởi vì tiền lương làm công nhận được không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống vì vậy họ không chỉ nhận lương chết họ luôn nghĩ cách để tiền đẻ ra tiền kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau để làm được điều này bạn phải thay đổi quan niệm về tiền bạc bắt đầu tiếp xúc mật thiết với tiền bạc hình thành thói quen tiết kiệm và lập kế hoạch chi tiêu dần dần bạn sẽ biết khoản tiền nào là cần thiết và nên chi tiêu như thế nào tiếp theo hãy tích hợp nguồn lực đầu tư và quản lý tài chính đa dạng các kênh thu nhập ngoài việc nhận mức lương cố định như những người khác bạn vừa tiết kiệm tiền cùng lúc đó kiếm tiền từ nhiều kênh khác nhau như vậy trong cùng một khoảng thời gian bạn chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn người khác Lối tắt tư duy, chọn đúng đối tượng làm việc. Trong khi người bình thường thực hiện 10 giao dịch, người Do Thái có thể kiếm được gấp 10 lần số đó. Bí quyết của người Do Thái chính là làm việc với người giàu. Điều này có thể giải thích là, hầu hết tiền trên thế giới đều nằm trong tay những người giàu có. Vì thế, một giao dịch với người giàu có thể giúp bạn kiếm được gấp 10 lần so với làm ăn nhỏ. Trong kinh doanh, người Do Thái luôn nghĩ cách làm thế nào để kinh doanh hiệu quả hơn, có lãi hơn đây là sự khác biệt trong tư duy họ luôn tìm cách kiếm tiền của cả thế giới đồng thời cũng nghĩ về việc không để người khác kiếm tiền của mình do vậy người do thái không tiêu tiền vào những thứ không thực tế để hạn chế thất thoát tài sản lối tắt xã hội kết nối quan hệ có người không học thức cao năng lực không nổi trội không xuất thân giàu có nhưng lại có địa vị và thành công dựa vào đâu chính là năng lực xã hội trong xã hội hiện đại rất khó để làm mọi thứ một mình nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu ai đó cùng làm với bạn. Mở rộng giao tiếp không yêu cầu bạn phải tăng bốc hay định hót những người giàu có. Mở rộng giao tiếp để tìm những người cùng chí hướng, hợp tác với nhau và để mỗi người phát huy thế mạnh và bổ sung cho nhau. Tích hợp tài nguyên chính là một cách tận dụng nhiều nguồn tư duy để kiếm tiền là một con đường tắt giúp bạn sớm tìm đến thành công. Vì vậy, thành công không phụ thuộc vào tiền bạc hay xuất thần mà phụ thuộc vào tư duy. Có tư duy, bạn mới có thể tìm ra hướng đi đúng đắn để sớm thành công. Trader lỗi lạc người do thái tiết lộ triết lý đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD, tạo lợi nhuận hơn cả gùa rừng Buffett, điều đầu tiên ai cũng muốn tránh nhưng lại là bắt buộc. Là trader lỗi lạc của phố Wall, Michael Stenha ha hay sở hữu triết lý đầu tư để có thể tạo nên khối tài sản 1,2 tỷ USD, đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm trên 30%. Khi nói đến các nhà đầu tư làm nên lịch sử của phố Wall, Michael Sten Ha Hay là cái tên được nhắc đến. Ông là một nhà đầu tư, quản lý quỹ phòng hộ có tiếng ở phố Wall, người được hãng tin Bloomberg ưu ái dành cho danh hiệu trader lỗi lạc nhất con phố tài chính này. Sau 35 năm quản lý quỹ phòng hộ, ông đã vượt xa các đồng nghiệp của mình khi đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm trên 30%, cao hơn của Warren Buffett. Theo Forbes, hiện nay, tài sản của ông ước tính khoảng 1,2 tỷ USD có tố chất đầu tư từ nhỏ. Sinh ngày 7 tháng 12 năm 1940, ngay từ thời niên thiếu, Michael Sten Ha Hay đã thể hiện có tố chất đầu tư. Ông thường xuyên đến thư viện trường và mượn đọc các thể loại sách về kinh tế tài chính. Ngay sau khi lên đại học, ông đã dành phần lớn thời gian tìm hiểu và phân tích chứng khoán và thường xuyên lui tới các phòng môi giới chứng khoán ngồi hàng giờ để nghe các nhà đầu tư kỳ cựu chuyện cho chia sẻ kinh nghiệm. Năm 1960, ông tốt nghiệp trường tài chính Wharton. Sự nghiệp của Sir Ten Ha Hay ở phố Wall với vị trí nghiên cứu và phân tích tại công ty quản lý quỹ tường hỗ Calvin Bullock và công ty môi giới lốp rốt và co. Năm 1967, Sir Ten Ha Hay cùng hai đồng sự khác cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư là hốt gất bơ và dê dầu phai, lập nên công ty quản lý quỹ phòng hộ Sir Ten Ha Hay, phai, bơ và co. Dưới sự lãnh đạo của Sir Ted Công ty luôn thành công trong việc xác định các biến động kinh tế vĩ mô và biết đặt các chiến lược đầu tư chứng khoán vào những hoàn cảnh ấy. Năm 1979, công ty đã đổi thành tên gọi mới, công ty quản lý quỹ Ha Hay Partner. Ha hay là một nhà đầu tư linh hoạt, không ngại giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Ông rất thành thạo về cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Theo Economic Times, ông nghĩ như một nhà giao dịch dài hạn nhưng hầu hết quá trình đầu tư lại sử dụng các chiến lược ngắn hạn. Bên cạnh việc phát triển những nguyên tắc kỷ luật trong đầu tư cơ bản, ông còn thành công nhờ việc chăm chỉ nghiên cứu những dữ liệu quá khứ mang tính lịch sử từ thị trường. Ông tin rằng giao dịch tốt là sự cân bằng giữa niềm tin và sự linh hoạt để nhận ra những sai lầm. Triết lý đầu tư trị giá 1,2 tỷ USD. Trong cuốn sách gối đầu giường của mọi nhà đầu tư, Nobun, Milay in an out of do chính ông chấp bút đã tiết lộ triết lý đầu tư trong suốt 35 năm để làm nên khối tài sản 1,2 tỷ USD ngày một hãy sớm mắc tất cả những sai lầm trong cuộc đời nhiều người thường e ngại với những sai lầm trong đầu tư song Sở ten ha hay tin rằng các nhà đầu tư nên sớm mắc tất cả những sai lầm lớn trong cuộc đời để có thể rút kinh nghiệm và đạt được những bước tiến lớn sau này một sai lầm phổ biến của tất cả các nhà đầu tư trẻ là quá tin tưởng vào các nhà môi giới phân tích bất cứ ai nghĩ rằng thành thành công trên thị trường chỉ đơn giản là nghèo những người này thì đó chỉ là sự huyễn hoặc ông chia sẻ hai luôn tận hưởng những gì bạn đang làm các nhà đầu tư nên dành toàn bộ thời gian, cường độ để đạt được thành công dài hạn và tận hưởng những gì mình đang có. Bạn phải trung thực với bản thân và những người khác. Theo đánh giá của tôi, tất cả những nhà đầu tư vĩ đại là những người chơi sạch, ông chia sẻ. 3. Cạnh tranh bằng trí tuệ. Chuyên gia có quan điểm rằng các nhà đầu tư cần có kiến thức để nghiên cứu các đối tượng giúp họ kiếm ra tiền. Ông cho rằng mọi nhà đầu tư cần dành thời gian học hỏi và nghiên cứu để có khả năng xem xét các dữ liệu nhằm cảm nhận được sự thay đổi lớn trong tình hình vĩ mô. 4. Đưa ra quyết định đúng đắn ngay cả khi không có thông tin. Sở tên Ha Hay cho biết các nhà đầu tư không bao giờ có được tất cả các dữ liệu cần có trước khi đặt tiền đầu tư. Dẫu vậy, các nhà đầu tư vẫn cần đưa ra quyết định đúng đắn. Bạn cần đưa ra quyết định đúng đắn ngay cả khi thông tin không đầy đủ. Điều quan trọng bạn cần làm là làm gì với lượng thông tin ít ỏi đang có hãy học hỏi và chú ý đến những sự kiện quan trọng nhất trong bất kỳ thương vụ đầu tư nào ông nói năm luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân sở tên ha hay cho rằng trực giác giống như một siêu máy tính ẩn thường bị bỏ qua trong tâm trí của các nhà đầu tư trực giác giúp các nhà đầu tư làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm nếu được cho cơ hội theo thời gian kinh nghiệm giao dịch sẽ giúp phát triển trực giác của bạn để tránh được những cạm bẫy ông nói theo economic Times Người Do Thái ngồi chơi cũng giàu vì có một thứ quý giá, tư duy kiếm tiền là của cải không ai lấy đi được. Đỉnh cao bí kíp làm giàu của người Do Thái qua câu chuyện kinh doanh nhỏ hơn 2.000 năm sau vẫn là bài học sâu sắc để người đời học hỏi. Đa phần dân số trên thế giới đều là những người bình thường, không tiền bạc, không mối quan hệ, không tài nguyên và không xuất thân danh giá. Đối với họ, mong muốn lớn nhất có lẽ là thành công và sự giàu có, nhưng làm thế nào để hiện thực hóa ước mơ kiếm được nhiều tiền lại là một vấn đề không hề đơn giản thế nhưng người do thái là một dân tộc đặc biệt họ luôn được mệnh danh là doanh nhân số một thế giới và được coi là dân tộc biết kiếm tiền nhất một trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất ở người do thái là tư duy làm giàu độc đáo với họ không phải cứ chăm chỉ là sẽ giàu có và trí tuệ mới là chìa khóa dẫn đến thành công cho dù cho ngày khi bắt đầu bạn không có gì trong tay nhưng chỉ cần có tư duy tương lai cũng sẽ chắc chắn quật khởi thành công câu chuyện chiếc bánh nướng và tư duy làm giàu của người do thái ở chợ nọ chỉ có hai người bán bánh nướng ta gọi họ lần lượt là a và b cả hai người này bán ra số lượng bánh bằng nhau đồng thời giá bán của họ không bị kiểm soát bởi cục quản lý giá và họ có thể nhanh chóng hòa vốn bằng cách bán mỗi chiếc bánh với giá một đồng trong khoảng thời gian đầu việc buôn bán của họ không mấy thuận lợi thế rồi cả a và b quyết định chơi một trò chơi và câu chuyện kinh doanh thực sự bắt đầu a chi một đồng để mua cho b một chiếc bánh đổi lại b cũng chi một đồng để mua cho a một chiếc bánh sau đó, A chi thêm 2 đồng để mua một chiếc bánh cho B và B cũng chi 2 đồng để mua một chiếc bánh vừng cho A việc này lặp đi lặp lại cho đến khi một người qua đường C nhận thấy giá bánh đã tăng lên 60 đồng chiếc. Cứ như thế, chỉ cần A và B có số bánh bằng nhau thì không ai làm ra tiền cũng như không mất tiền mà tài sản của họ sau khi định giá lại được tăng giá trị. Một giờ sau đó, người C quay trở lại và phát hiện chiếc bánh vừng đã có giá 120 đồng khiến anh ta càng ngạc nhiên hơn nên đã không do dự bỏ tiền ra để mua một chiếc bánh. Lúc này, người C vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà đầu cơ bánh nướng. Nếu xét trong thị trường chứng khoán, người qua đường C chính là nhà đầu tư, còn những người đưa ra giá bánh nướng là các nhà định giá cổ phiếu. Giới hiệu ứng hái ra tiền của chiếc bánh nướng, ngày càng nhiều người qua đường mua loại bánh này và cũng sẽ nhiều người tham gia vào câu chuyện kinh doanh trên. Ai là người chịu thua lỗ, ai là người có lời. Ví dụ, nếu như thị trường chịu sự quản lý của cục quản lý giá thì mức giá sẽ được quản lý và điều chỉnh phù hợp với thị trường xuất hiện sự quản lý điều chỉnh nếu trên thị trường xuất hiện nhiều loại bánh với mức giá tương đương các cổ phiếu cùng loại xuất hiện nếu mọi người chợt phát hiện đây chỉ là một chiếc nướng bình thường khám phá ra giá trị thực tế nếu không còn ai hứng thú với trò mua đi bán lại này nữa sự thật được phơi bày nếu một trong số các giả thiết trên trở thành sự thật vậy thì khi đó những người giữ bánh nướng chính là những người bị lỗ vậy ai là người có lãi trong hai người bán bánh nướng người nào giữ ít bánh hơn chiếm hữu tài sản ít hơn thì người đó kiếm ra được lợi nhuận chuyện bán bánh nướng rất đơn giản ai cũng nghĩ những người mua bánh với giá cao là những kẻ ngu ngốc nhưng nếu hướng góc nhìn của bạn rộng ra thị trường chứng khoán việc tái định giá hay rót vốn cũng tương tự như vậy khi doe, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao, việc vốn rót vào khối tài sản có giá cao cũng như nguyên tắc của việc bán bánh nướng trên. Cuối cùng, ai sở hữu ít tài sản nhất là người kiếm được nhiều tiền nhất, ai bán cổ phiếu sớm nhất là người hưởng lợi nhiều nhất. Do đó, nếu là một nhà đầu tư, bạn nên xem việc đánh giá lại tài sản và rót vốn một cách hợp lý. Đặc biệt cẩn thận với các chiêu trò lừa đảo vì rất có thể bạn sẽ trở thành người qua đường xe giữ chiếc bánh nướng có giá cao. theo. Năm lối tư duy ngược đời nhưng giúp người do thái kinh doanh gì cũng hái ra tiền, bản lĩnh đến đâu, thành công đến đó. Dân số người do thái chiếm 0,25% dân số thế giới, nhưng số tài sản họ sở hữu chiếm đến 1 phần 3 trên thế giới. Người do thái nổi tiếng là người kinh doanh giỏi nhất thế giới và cũng là người giàu nhất thế giới. Rốt cuộc tư duy kiếm tiền của họ có gì khác biệt? Người do thái giỏi nắm bắt mọi cơ hội để kiếm tiền, ngay cả khi cơ hội này chỉ có thể kiếm được một đồng đô la. Họ cũng không bỏ lỡ. Nếu có 10 đồng đô la, họ sẽ xem xét chia 10 đồng đô la thành 10 cơ hội khác nhau, giống như 10 quả trứng được chia vào 10 chiếc giỏ khác nhau. Người Do Thái không thích đặt cược, vì vậy họ luôn có nhiều cơ hội hơn để kiếm tiền. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn hãy học theo lối tư duy làm giàu của họ. Tom, người đang du học thạc sĩ ở Mỹ cảm thấy thật may mắn khi vô tình gặp được một doanh nhân người Do Thái. Tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài, Tom học hỏi được rất nhiều từ người bạn Do Thái. Anh học được năm tư duy kiếm tiền có vẻ hơi ngược đời, nhưng lại vô cùng hợp lý. Ngày một, đừng dễ dàng từ bỏ mục tiêu, dù người khác nghĩ gì. Đối với người Do Thái, những tích góp dù là nhỏ nhất, vẫn có thể tạo ra tiền bạc. Điều này muốn nói tới việc tiết kiệm cả tiền bạc, và trí tuệ, cống hiến sức lực. Bạn dám trả giá càng nhiều thì bạn càng có thể thu về thành quả tương xứng. Người Do Thái thường tâm niệm một câu rằng, bản lĩnh đến đâu, thành công đến mức độ đó. Có gan lớn bao nhiêu, thì dễ giàu bấy nhiêu nhiều người xuất thân từ gia đình bình thường nhưng họ không chấp nhận đi làm công ăn lương với mức lương ổn định mấy năm trời họ luôn nỗ lực tìm cách tự mình lập nghiệp khi tích lũy đủ cả kiến thức và tiền bạc giờ đây người kinh doanh đồ ăn có người kinh doanh quần áo có người làm ông chủ lớn với hàng trăm nhân viên nhưng cũng có người chưa thành công với quyết định của mình tuy vậy họ chưa bao giờ từ bỏ vì mục tiêu là động lực để họ sống ngày một tốt hơn hai kiếm tiền từ người giàu nhưng không phung phí tiền cho đồ xa xỉ người Do Thái rất giỏi trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, họ bị đánh giá là thực dụng vì thường không chi trả tiền cho những món hàng xa xỉ phẩm. Như người bạn Do Thái của Tom chia sẻ, người Do Thái sẽ từ chối chi tiền để mua những đồ vật không mang lại giá trị nào ngoài sự phú phiếm. Bởi vì họ không cần loại danh tiếng như vậy. Trên đường phố của các thành phố lớn ở Israel, bạn sẽ rất khó tìm được các thương hiệu bán xa xỉ phẩm, thay vào đó đều là những cửa hàng bán sản phẩm mang lại giá trị thiết thực, những đứa trẻ do thái cũng thường được dạy cách tiêu tiền hiệu quả ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì thế, khi lớn lên, nhận thức kiếm tiền của họ rất mạnh mẽ. Ba, Trong kinh doanh, lợi nhuận là số 1. Thông thường, giữa những người bạn thân thiết, việc nhờ vả có thể nói là điều bình thường. Nhưng người Do Thái thường cho rằng, bạn nhờ tôi, bạn cần tôi, đó chính là cơ hội kiếm tiền của tôi. Tư duy này cũng được áp dụng triệt để vào lĩnh vực kinh doanh. Vì thế, người Do Thái bỏ bớt sự cả nể, chỉ hoãn mà nhiều người thường phạm phải thay vào đó người do thái kinh doanh với tinh thần thép xem lợi ích là hơn hết bốn không bao giờ giảm giá kinh doanh là nghề chính của người do thái nhưng khác với những người buôn bán khác họ không thích giảm giá hay khuyến mãi mặt hàng thậm chí nếu khách hàng mặc cả hàng hóa họ sẵn sàng để bạn đi mỗi món đồ đều đã được định giá rõ ràng khách hàng nếu cảm thấy phù hợp thì hãy lựa chọn mà đừng bao giờ trả giá vì sẽ chẳng bao giờ người do thái chịu bán nó cho bạn với giá thấp hơn có thể bạn nghĩ quan điểm này của họ thật cố chấp không linh hoạt theo thị trường nhưng người do thái lại rất kiên quyết với việc này bởi họ tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình tin rằng sản phẩm xứng đáng với mức giá đã niêm yết nếu chấp nhận để khách hàng mặc cả và giảm giá đồng nghĩa với việc họ đang tự hạ thấp giá trị sản phẩm của mình năm đồ đã mua miễn trả lại đối với người do thái một khi đã lựa chọn mua hàng khách hàng cần chịu trách nhiệm với món hàng họ đã lựa chọn nếu khách hàng có băn khoăn gì hãy kiểm tra sản phẩm ngay tại chỗ khi phát hiện ra vấn đề lúc mua hàng họ nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm còn nếu khách hàng đã mang sản phẩm đi vậy thì miễn bàn vấn đề đổi trả không phải người do thái chối bỏ trách nhiệm với sản phẩm của họ nhưng điều kiện để họ chịu trách nhiệm là gì khách hàng phải nắm cho rõ thứ đã bán ra nằm trong tay bạn thì bạn hãy tự chịu trách nhiệm người do thái tiết lộ bao thói quen khiến bạn nghèo muôn kiếp hóa ra người giàu thường keo kiệt cũng có lý do riêng khi nhìn thấy một cô gái trẻ xách túi hàng hiệu bạn sẽ cảm thấy rằng tiền của cô ấy đang kiếm không trong sạch nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi lái xe sang bạn sẽ cảm thấy anh ta nhất định là con cái của một nhà giàu có theo người do thái kiểu suy nghĩ này rất không nên trong quá khứ người do thái từng phải gánh chịu những thảm họa khủng khiếp họ không có quốc gia của riêng mình và sống giải rác khắp nơi trên thế giới hơn một nghìn năm trôi qua nhìn lại rất nhiều người do thái đã trở thành những vĩ nhân của nhân loại Ví dụ, vua dầu mỏ Rockefeller, nhà sáng lập ở Gia huyền thoại thùng lũng Silicon Lazier Anh Sở Tanh, Picasso, Freud. Sau khi đọc Kinh Ta Mớt, cuốn bách khoa toàn thư mà người do thái nào cũng nằm lòng, ta càng khâm phục tài năng và trí tuệ của họ. Lý do tại sao người Do Thái có thể nổi bật trong mọi tầng lớp xã hội không phải vì họ vốn thông minh hơn người. Chính nền giáo dục ngay từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến thế giới quan và phong cách làm việc của họ. Dưới đây là tổng kết ba điều người bình thường rất thường làm, nhưng người do thái lại rất kỵ, mong các bạn có thể ép mình không làm để thoát khỏi tâm lý kém cỏi. Ngày 1, trông mặt mà bắt hình rong. Trong cuộc sống, sai lầm chúng ta thường mắc phải là nhìn mọi người bằng cặp kính phiến diện, trông mặt mà bắt hình rong. Khi nhìn thấy một cô gái trẻ xách túi hàng hiệu, bạn sẽ cảm thấy rằng tiền của cô ấy đang kiếm không trong sạch. Nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi lái xe sang, bạn sẽ cảm thấy anh ta nhất định là con cái của một nhà giàu có. Kiểu suy nghĩ này rất không nên, nó không chỉ thể hiện trình độ học vấn của một người mà còn thể hiện thế giới quan của người đó. Trong chương thứ 44 của Kinh Tam Mớt, một biểu tượng của trí tuệ Do Thái, có nói, đừng ghét nghèo và yêu giàu. Cũng đừng hiểu lầm về tiền bạc. Mặc dù tiền tài không phải là tất cả, nhưng cứ cẩn thận ngẫm lại xem, có phải là đại đa số mọi người cả đời đều nỗ lực vì hai chữ này. Tiền tài có thể giúp gia đình bạn sống tốt hơn, giúp con trẻ được giáo dục tốt hơn và có nhiều nguồn lực hơn có một câu ngạn ngữ mà người do thái thường nói tiền bạc là bình đẳng do đó nhân cách cũng bình đẳng mong muốn kiếm được nhiều tiền là điều tốt tiền bạc bình đẳng với mọi người không phân biệt cao thấp muốn giàu có trước hết nên bỏ quan niệm xưa cũ về tiền bạc đừng nhìn nhận sai về người giàu cũng đừng áp đặt một khuôn mẫu cho tất cả mọi người thay vào đó chúng ta cần đặt mình vào vị trí của người khác tìm hiểu cách người đó có được của cải và tránh đánh giá sự việc một cách mù quáng phiến diện đặt tiêu chuẩn của bản thân lên người khác sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng trở nên hạn hẹp hơn. 2. Chi tiêu không đúng chỗ. Người do thái thận trọng hơn khi tiêu tiền. Sự cẩn trọng của họ không phải là không nỡ tiêu tiền, mà là tiêu từng xu trong tay một cách chính đáng. Giới trẻ ngày nay là tầng lớp rất chịu chi, nhưng lại thường không chi đúng chỗ. Một cậu sinh viên đắn đo mấy ngày mới quyết định mua một bộ tài liệu học tập giá 1, 200 nghìn. Trong khi một người bạn khác bỏ ra cả triệu để đi hát một lần mà không chớp mắt bạn không muốn đầu tư vào công việc kinh doanh của mình nhưng lại sẵn sàng chi tiêu để giải trí trong kinh ta mất có nói đừng nghĩ đến việc tạo ra biển cả trước tiên phải bắt đầu bằng một dòng sông nhỏ sự giàu có cũng như vậy đừng luôn nghĩ đến việc kiếm tiền lớn mà bỏ qua những khoản tiền nhỏ nếu bạn không thường xuyên tích lũy và không biết cách đầu tư ngay cả khi thu nhập hàng tháng của bạn trên cả hai đến ba chục triệu bạn cũng sẽ không tiết kiệm được bao nhiêu mặc dù những người giàu trông có vẻ keo kiệt nhưng họ luôn rõ ràng trong việc đầu tư của bản thân bởi vì họ hiểu logic cơ bản của sự giàu có con người chỉ có thể dựa vào bản thân mình càng nghèo càng phải có dũng khi bước ra bên ngoài vì cơ hội luôn nằm ngoài vùng an toàn đó là lý do chúng ta luôn thấy người giàu lúc nào cũng bận rộn hơn người nghèo tư duy này dẫn đến hiện tượng người nghèo ngày càng nghèo và người giàu ngày càng giàu không phải chúng ta không được tiêu tiền nhưng hãy giống như người do thái biết cách tiêu tiền dùng tiền chủ yếu ở hai khía cạnh. Đầu tư của cải, tức là quản lý tài chính, thường được gọi là tiền sinh ra tiền. Đầu tư cho trí não, dù là ai, dù giàu đến đâu, nếu không biết đầu tư cho trí tuệ thì sự giàu có sẽ sớm ngày rời ra. 3. Không vun vén từ duy tài chính cho con cái mà chỉ cung cấp cuộc sống vật chất. Có thông tin cho rằng 10 trong số 50 người giàu nhất nước Mỹ là người Do Thái. Hơn nữa, thư hạng của họ còn rất cao, điều này khiến nhiều người phải đặt ra một câu hỏi liệu có phải người do thái thực sự sinh ra đã có năng khiếu kinh doanh câu trả lời tất nhiên là không người do thái rất thích đọc sách và giỏi giáo dục trẻ em từ khi còn rất nhỏ người do thái đã được dạy có cách nhìn đúng đắn về tiền bạc thế giới trong xã hội hiện đại nhiều bậc cha mẹ mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất về đến nhà thấy con quấy khóc là đưa điện thoại cho con Kỳ vọng của họ đối với con cái dường như chỉ cần chúng không khóc lóc hay quấy cha mẹ thì có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Phương pháp giáo dục như vậy khó có thể mang lại cho những đứa trẻ tư duy kiếm tiền. Có một câu nói rất hay, cách cư xử của cha mẹ quyết định tương lai của con cái. Mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần xinh đẹp, đừng vì thỏa mãn những đòi hỏi nhất thời của con mà làm ảnh hưởng đến tương lai của chúng. Theo Di Hu, người do Thái tiêu một, lãi ngày 10, họ khẳng định đây mới là cách kiếm tiền thông thái nhất cơ hội không giống với trò ăn may rủi. Chúng ta nên phân biệt thật kỹ hai điều này để tránh phạm sai lầm. Quyển sách trùng tiền nhờ tay bạn của chuyên gia tài phú người Mỹ đã khiến nhiều doanh nhân do thái quý trọng. Trong chuyện, người đàn ông chỉ có một xu, đừng lúc muốn tiêu luôn một xu này thì anh ta lại chợt nghĩ, mỗi lần tiêu tiền, nên cố gắng kiếm lại gấp 10 lần. Nhờ vậy, người đó đã đạt được nhiều của cải và cuối cùng trở thành một triệu phú. Ngày một, dùng tiền nhỏ kiếm tiền lớn. Trong thực tế, thái độ của một người đối với tiền bạc cũng phản ánh thái độ của họ đối với cuộc sống và sự nghiệp. Chỉ những người biết cách kiểm soát tốt cảm xúc và tiền bạc mới có thể đặt nền móng vững chắc cho tương lai của mình. Ngược lại, nếu bạn không biết cách sử dụng tốt số tiền nhỏ thì số tiền lớn cũng không thể nào đến được tay bạn. 2. Làm thế nào để nắm bắt được cơ hội đạt được sự tài phú? Bạn biết không, trong số những người làm việc chăm chỉ, có người giàu, có người còn nghèo. Và trong số những người thành công, có người riêng, nhưng cũng có cả người bề ngoài nhìn rất biếng nhác. Chính sự xuất hiện của những khác biệt này đã làm cho xã hội thay đổi với tốc độ chóng mặt. Và chính sự xuất hiện của cơ hội đã khiến cho hai người đang cùng xuất phát điểm trở nên cách biệt nhau. Trong một khoảng thời gian nhất định, nếu tất cả các yếu tố được phối hợp hợp lý, sẽ tạo nên sự thuận lợi. Ai biết tận dụng những điều kiện thuận lợi này trước, đầu tư nhân lực, vật lực hợp lý cho bản thân, nhất định sẽ đạt được thành công lớn những lợi thế này sẽ bao gồm cả cơ hội một người biết nắm bắt tốt những cơ hội đến với cuộc đời mình nhất định có thể trở nên giàu có đồng thời muốn nắm vững cơ hội bạn phải chấp nhận hy sinh thời gian cá nhân của mình cơ hội không phải lúc nào cũng có hãy cố gắng nắm bắt đúng lúc đừng để bỏ lỡ những người muốn khởi nghiệp và làm giàu đa số đều cần một chút may mắn nhưng cơ hội không giống với trò ăn may rủi chúng ta nên phân biệt thật kỹ hai điều này để tránh phạm sai lầm bạn nên sử dụng trí tuệ của mình để khám phá ra cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống chứ không nên tham gia vào việc cá cược được như vậy mới có thể đạt được sự giàu và trở thành một người thành công ba trí tuệ và tiền tài người do thái thích kiếm tiền nhưng họ không tán thành việc liều mạng kiếm tiền mà họ thiên về việc dùng trí tuệ để tạo ra của cải vật chất việc theo đuổi công cuộc dùng trí kiếm tiền đã khiến các thương nhân do thái trở thành nhóm người kinh doanh thông minh nhất thế giới cách thức kinh doanh của họ không phải thiên về bán sức bán mạng mà thiên về việc dùng IQ. Các thương gia Do Thái rất giỏi trong việc sử dụng trí khôn ngoan của mình. Việc người Do Thái có khả năng chuyên sâu về tài chính trong kinh doanh chứ chưa nói đến các lĩnh vực khác là một minh chứng cho điều này. Tuy nhiên, khôn ngoan thật ra cũng là một khái niệm khá mơ hồ, bởi vì mỗi người đều sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề. 4. Suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Người Do Thái vốn là một dân tộc hay suy nghĩ sâu xa vấn đề, thế nên họ gặt hái được rất nhiều thành công trong kinh doanh chúng ta nên suy nghĩ như người do thái làm việc nghiêm túc và dành thời gian vào những việc thực sự cần thiết giá trị của công việc không nằm ở bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lao động mà là bạn đã sản xuất ra bao nhiêu lao động hiệu quả đây cũng là lý do tại sao mà nhiều người làm việc cả đời lại không dư được đồng nào và cũng là lý do tại sao một vài người trông không hề bận rộn nhưng lại rất giàu có bởi vì họ đặt tất cả năng lượng và lực chú ý của mình vào một việc cần thiết duy nhất ngược lại dù chúng ta có tài nhưng phân tán lực chú ý quá nhiều vào những việc không quan trọng thì dù có siêng năng cách mấy cũng rất khó thành công với người do thái siêng làm nhưng cũng phải chịu nghỉ ngơi người khôn ngoan luôn chào đón ngày mới bằng một kế hoạch hoàn hảo họ luôn thích kết thúc công việc trong ngày sau đó thư giãn qua hôm sau lại là dự án mới hơn nữa ai dám đưa lý tưởng vào thực tế mới có khả năng thành công những người suốt ngày chỉ biết nói đợi sẽ chỉ mãi ở trong vùng an toàn của mình Người khôn ngoan sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để đạt được ước mơ, trong khi người tầm thường chỉ biết tận hưởng hạnh phúc hiện tại và chờ đợi. Chúng ta nên học được cách can đảm đối diện với khó khăn, đừng chùn bước cũng đừng bỏ lỡ cơ hội. Trí tuệ đi ngược số đông của người Do Thái khiến tiền tự chạy về túi, kinh doanh nước giữa mỏ vàng, không nhanh giàu mới lạ. Người Do Thái quan niệm rằng trí tuệ mới chính là của cải. Như vậy, họ có cách giáo dục và tư duy khác biệt hoàn toàn so với số đông còn lại. Các doanh nhân do Thái rất coi trọng việc trau dồi trí tuệ tài chính của bản thân. Họ tin rằng muốn giàu có thì bước đầu tiên là phải biết cách nắm bắt cơ hội. Ngờ dâu in Money Behind của chuyên gia người Mỹ dâu sở Piller là cuốn sách gối đầu giường của nhiều doanh nhân do Thái. Trong sách, có một câu chuyện về anh chàng làm giàu theo cách ngược đời. Chuyện kể rằng chàng trai nọ không còn gì ngoài một xu trên người. Khi định tiêu một xu đó, anh đột nhiên thay đổi ý định. Chàng trai trẻ đổi một xu thành tiền đồng và tự nhủ trong lòng, mỗi khi tiêu tiền, phải để tiền quay lại gấp 10 lần hoặc hơn. Phương pháp này thực sự có hiệu quả. Người đó có được nhiều của cải hơn và cuối cùng trở thành một người giàu có. Sự thật là trước khi bắt đầu gieo tiền, người Do Thái sẽ tự tìm hiểu những câu hỏi sau. Ngày một, đào vàng hay đi tìm nước? Vào giữa thế kỷ 19, một mỏ vàng lớn được phát hiện ở California, Hoa Kỳ. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để làm giàu nên đổ xô đến đây để tìm vàng. Chàng nông dân do Thái 17 tuổi dây mơ cũng gia nhập vào đoàn người này. Tuy nhiên, người đến khai thác ngày càng đông và ngày càng khó kiếm, cuộc sống trở nên khó khăn. Khi đó, khí hậu địa phương khô hạn, nguồn nước khan hiếm, thay vì làm giàu, nhiều người đào vàng đã chết ở đây. Dây mơ cũng, giống như hầu hết mọi người, không những không tìm thấy vàng mà còn bị hành vì cay đói và khát. Một ngày nọ, nhìn vào lượng nước ít ỏi còn lại trong túi nước và nghe mọi người phàn nàn về việc thiếu nước, chàng trai trẻ chợt nảy ra một ý tưởng. Hy vọng làm giàu bằng cách đãi vàng quá mong manh, tốt hơn hết là kinh doanh nước. Từ đó dây mơ từ bỏ ý định khai thác vàng, biến dụng cụ đào vàng trong tay thành dụng cụ đào canh, dẫn nước sông vào bể tư xa. Lọc bằng các mịn, anh nhanh chóng sở hữu nguồn nước uống thơm ngon mát lành. Sau khi có nước, dây mơ trở xuống thung lũng và bán từng chậu cho những người tìm vàng vào thời điểm đó một số người đã cười nhạo nói rằng anh không có tham vọng jm không quan tâm bất động và tiếp tục bán nước của mình tại đây kinh doanh nước có thể tự định giá tùy thích cũng không có đối thủ ở đâu có thị trường tốt như vậy kết quả là tất cả những người đào vàng đều trở về tay trắng nhưng jm đã kiếm được hàng nghìn usd bất kể tình huống nào một người có trí tuệ tài chính đều có thể tìm thấy cơ hội làm giàu hai một số tiền nhỏ có thể làm giàu không hai thanh niên một người anh và một người do thái đang tìm việc cùng nhau một hôm họ đang đi trên đường và nhìn thấy một đồng xu nằm dưới đất chàng thanh niên người anh đi ngang qua mà không thèm nhìn nhưng chàng thanh niên do thái đã nhặt được thanh niên anh tỏ ra khinh thường hành vi của thanh niên do thái nhặt được đồng xu cũng thật là vô dụng nhìn thanh niên người anh ra đi thanh niên do thái thở dài trong lòng để đồng tiền trôi đi vô ích đúng là vô dụng sau đó cả hai vào cùng một công ty công ty nhỏ lương thấp công việc áp lực sau một thời gian thanh niên người anh bỏ đi còn thanh niên do thái vui vẻ ở lại hai năm sau cả hai gặp lại nhau trên phố thanh niên do thái đã trở thành ông chủ còn thanh niên anh vẫn đang tìm việc chàng trai người anh tò mò làm sao một kẻ vô dụng như vậy có thể giàu nhanh như vậy thanh niên do thái nói bởi vì tôi sẽ không bước qua một đồng xu như một quý ông như bạn tôi sẽ trân trọng nó đến một xu cũng không kiếm nổi làm sao giàu được đối với người thông minh việc tích lũy tiền bắt đầu bằng từng đồng xu một người thành công và trở nên giàu có biết rằng bất kỳ thành công nào cũng được tích lũy từng chút một không có tâm lý này thì không thể làm giàu thái độ đối với tiền bạc kỳ thực phản ánh thái độ của một người đối với cuộc sống và sự nghiệp chỉ những người không tham vọng mọi lúc mọi nơi mới có thể đặt nền móng vững chắc cho tương lai của mình một cách thực tế ngày ba cách nắm bắt cơ hội làm giàu con người không có một khuôn mẫu cố định cũng như thế giới muôn hình vạn tràng trong mắt người do thái cả thế giới rộng lớn đều là thị trường để họ kiếm tiền so với một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ tầm nhìn bao quát của người do thái chắc chắn sẽ là rộng hơn cùng với đó cơ hội kiếm tiền cũng sẽ nhiều hơn người do thái nhấn mạnh đến việc kiếm tiền ở mọi nơi mọi lĩnh vực không bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào tinh thần mạo hiểm này giúp họ hiểu sâu hơn về sự giàu có nếu một người luôn buộc mình ở trong lĩnh vực mà anh ta quen thuộc theo thời gian anh ta sẽ tự biến mình thành ếch ngồi đáy giếng trí óc và tinh thần của anh ta cũng sẽ không cải thiện được muốn mở rộng tầm nhìn và thoát ra khỏi vùng an toàn thì phải nỗ lực và cống hiến hết mình có hạnh phúc thành công thì sẽ phải trải qua những nỗi đau nhưng để hạnh phúc lâu dài thì những nỗi đau này sẽ không còn là vấn đề gì to lớn không ngại khó khăn nắm bắt mọi thời cơ của cuộc đời là mấu chốt giúp con người chạm tới đỉnh cao của sự giàu có và thành công người do thái vốn dĩ đều có xuất phát giống tất cả chúng ta nhưng họ lại là những người nắm giữ được cách đúc tiền Họ hiểu được sức mạnh của trí tệ và vận dụng chúng để mang lại lợi ích và của cải cho chính mình. Tổng hợp, quy luật 78, 22 giúp người do thái kiếm tiền thần tốc, chỉ nhắm vào một đối tượng, nhưng giàu nhanh hơn bao giờ hết. Người Mỹ và Nhật đều thử và đã thành công. Không chỉ người do thái, người Mỹ và Nhật Bản cũng đều áp dụng quy luật này trong kinh doanh và thu lợi rất nhanh. Làm thế nào để kiếm tiền nhanh hơn là một chủ đề luôn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những người trong giới kinh doanh. Không phải tự nhiên mà người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh và giỏi kiếm tiền bậc nhất thế giới. Không chỉ là nhóm những người chăm chỉ và kiên trì nhất, người Do Thái còn sở hữu những bài học làm giàu vô cùng sắc sảo và khôn ngoan, khiến người người phải đề phục và học hỏi. Trí tuệ kiếm tiền của họ được đúc kết ngắn gọn trong hai ý, kinh doanh với người giàu, kiếm tiền từ người giàu. Cũng chính vì tư duy kinh doanh đỉnh cao này mà cho dù có khởi đầu chẳng có gì trong tay, người Do Thái cũng có thể quật khởi thành công trong tương lai quy luật vĩnh hằng của vũ trụ. 78, 22 không phải là những con số ngẫu nhiên, tỷ lệ này xuất hiện trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Cho nên, nhiều người tin rằng quy luật 78, 22 thực ra là quy luật muôn thở của vũ trụ. Trên thực tế, trong không khí tự nhiên, tỷ lệ nai tâu và oxy là 78, 22 trong cơ thể con người. Tỷ lệ nước so với các chất khác là 78, 22 trên trái đất của chúng ta, tỷ lệ giữa đại dương và đất liền cũng là 78, 22 bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều 78, 22 trong toàn vũ trụ, do đó, người Do Thái cho rằng, đây là một quy luật không chỉ trong tự nhiên mà còn có thể áp dụng trong những lĩnh vực đời sống, kinh doanh. Vì vậy, họ đã tìm hiểu và tìm thấy quy luật này trong thực tế. Họ đã phát hiện ra trong toàn xã hội, tỷ lệ người giàu so với người bình thường là khoảng 22, 78. Ngược lại, khối lượng tài sản những người giàu có sở hữu so với những người bình thường là 78, 22. Nói cách khác, gần 80% của cải trên toàn thế giới nằm trong tay 20% dân số. Do đó, người Do Thái đã đúc kết nên quy tắc kiếm tiền, trải qua hàng ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Đó là, kinh doanh là kiếm tiền từ người giàu, và chỉ bằng cách này, bạn mới có thể kiếm tiền nhanh chóng và kiếm được nhiều tiền. Quả thực nếu để ý, chúng ta sẽ thấy một công ty kinh doanh ô tô kiếm được nhiều tiền hơn một công ty xe đạp. Kinh doanh đồ trang sức kiếm được nhiều tiền hơn so với bán quần áo bình thường, đầu tư tài chính thường kiếm được nhiều tiền hơn so với làm các ngành truyền thống. Quy luật thiên vị khách hàng Trên thực tế, không chỉ có vậy, bạn sẽ nhận ra 78% hoạt động kinh doanh của hầu hết các công ty đến từ 22% khách hàng. Cụ thể, một tác giả nổi tiếng ở Nhật Bản đã tham gia vào dịch vụ chiến lược khách hàng của Toshiba hơn 10 năm và nhận thấy rằng 25% khách hàng thường xuyên của Toshiba đã tạo ra 75% lợi nhuận của công ty. Cho nên, ông đã đề xuất một ý tưởng tên là luật thiên vị khách hàng, có thể giúp các công ty tăng gấp đôi hiệu suất của họ một cách nhanh chóng. Câu hỏi được đặt ra là một khách hàng nhỏ chỉ chi một triệu đồng một năm và một khách hàng lớn chi 100 triệu đồng một năm có nên được hưởng cùng một chính sách đãi ngộ. Những khách hàng hiếm hoi chỉ đến cửa hàng mỗi tháng một lần và những khách hàng thường xuyên ghé thăm có nên được hưởng những ưu đãi khác nhau không? Nếu có thì sẽ có sự khác biệt nào? Lấy một ví dụ khác, có một nhân viên bán sơn ở Hoa Kỳ tên là Mô thành tích của anh luôn cao hơn gấp 10 lần so với những người bán hàng khác. Cuối cùng, Mô đã leo lên vị trí quản lý công ty nhờ làm việc chăm chỉ. Một lần, có người hỏi anh bí quyết thành công của anh là gì. Mô trả lời, thật ra không có gì, lúc đầu tôi chỉ phân tích biểu đồ bán hàng của mình và tôi thấy rằng 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng. Vì vậy, tôi đã giao những khách hàng ít hoạt động nhất cho những người khác và tập trung năng lượng của mình vào những khách hàng triển vọng nhất. Bây giờ khi đã là quản lý cấp cao, tôi cũng yêu cầu nhân viên trong công ty làm như vậy. Vậy, bạn đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên chưa? Cho dù là người Do Thái, các công ty lớn nổi tiếng hay giới thượng lưu kiệt xuất, họ đều sẽ tập trung sự ưu tiên vào 22% khách hàng giàu có. Những người tạo ra giá trị cho công ty, thay vì chia đều năng lượng cho tất cả các đối tượng mà không thu được lợi ích nhiều hơn. Chính vì vậy, cho dù bạn là ông chủ lớn, một doanh nhân nhỏ hay một nhân viên bán hàng, lời khuyên cho bạn là nên phân loại công ty hoặc khách hàng của chính mình. Phân loại khách hàng và có những chiến lược khác nhau cho từng nhóm, đồng thời tập trung phục vụ 22% khách hàng cốt lõi. Sau đó, chắc chắn hiệu suất và thu nhập của bạn sẽ có thể tăng lên đáng kể. Theo Jihu, hai cách kiếm bộn tiền của người Do Thái, đầu tư đúng vào ngày một nơi, tiền có thể đổ về vô tận xác định chính xác khách hàng mục tiêu thì việc rút hầu bao của họ không còn là vấn đề khó khăn có một câu nói rất phổ biến mỗi người đàn ông đều muốn thành lập công ty của riêng mình trong khi mỗi người phụ nữ đều muốn có cửa hàng nhỏ không có ai cam lòng làm công cả đời ai mà chẳng muốn thoát khỏi cái nghèo tự mình làm chủ lấy mình kiếm được bao nhiêu đồng thì kiếm cũng không cần phải tức giận vì bị cấp trên kiểm soát nhưng ước mơ và hiện thực có khoảng cách rất lớn không phải chỉ nói suông việc kinh doanh sẽ có thể thành công Chúng ta không thể dùng một lần động não để hoàn thành tốt tất cả mọi việc. Bên cạnh đó, phải nghiên cứu kỹ, cẩn thận thì mới có thể tiến hành trôi chảy được. Tuy nhiên, đã gọi là kinh doanh, nhất định sẽ có nhiều biến cố đột ngột phát sinh, dù cho bạn có kế hoạch kỹ lưỡng cỡ nào. Cũng vẫn sẽ gặp phải vấn đề khó giải quyết, và lúc này điều bạn cần làm chính là bình tĩnh, có thái độ ứng đối tốt. Có nhiều người rất siêng năng, nhưng làm ăn lại không kiếm ra nhiều tiền, không phải vì họ không đủ thông minh, mà vì hướng đi của họ có sự sai lầm. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế này, có thừa tiền, không muốn đi làm công ty 8 tiếng, thế là tự mình mở tiệm mà ngay chính bản thân lại không có nhiều kiến thức về lĩnh vực định làm. Nếu bạn muốn kinh doanh mà sợ thua lỗ, trước hết hãy xem qua những lời khuyên hữu hiệu sau của người Do Thái. Chúng ta đều biết rằng, người Do Thái được công nhận là những nhà kinh doanh kiếm tiền giỏi nhất trên thế giới. Họ có kinh nghiệm, có trí tuệ, thế nên những bài học mà họ chia sẻ nhất định sẽ giúp ít rất nhiều cho bạn. Một, Kiếm tiền từ phụ nữ Người Do Thái tin rằng trung tâm của thế giới là đàn ông và trung tâm của đàn ông là phụ nữ. Nhìn vào bản thân và người xung quanh, bạn có thể nhận rõ một điều, chủ nhân thực sự của tiền bạc chính là phụ nữ. Ví dụ, trong một gia đình, tiền học của con cái, tiền sinh hoạt của gia đình, tiền lo cho bố mẹ, tiền qua cáp, lễ Tết, đa phần đều do người phụ nữ quản lý. Đa phần khi yêu đương, người đàn ông sẽ là người trả tiền các bữa ăn. Nhưng sau khi thành gia lập thất, người đàn ông sẽ có trách nhiệm kiếm tiền bên ngoài còn người phụ nữ có trách nhiệm giữ nhà phần lớn các ông chồng đều sẽ đưa lương của mình cho vợ quản do đó có thể nói người tiêu tiền chính vẫn là chị em phụ nữ vậy tại sao lại nói rằng đối tượng kiếm tiền là phụ nữ thì sẽ dễ dàng hơn bạn cần phải biết đến bản chất của phụ nữ là gì ai cũng có lòng yêu quý cái đẹp nhưng đa phần phụ nữ sẽ để ý nhiều hơn đến vẻ ngoài của mình so với đàn ông đàn ông có thể mua một bộ quần áo và dùng trong suốt 3 năm, 5 năm, vẫn chưa bỏ. Nhưng phụ nữ vì chạy theo xu hướng mới, phong cách thời thường, hoặc già là bạn bè, mà liên tục lắp đầy tủ quần áo. Có thể khẳng định rằng, phụ nữ chính là lực lượng mua hàng chính yếu. Có người mua có chủ đích, cũng có người xem mua sắm là sở thích. Nhưng dù là gì đi nữa, nếu bạn đầu tư chính xác, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hơn thế nữa, theo quan điểm của người Do Thái, nhiều người đàn ông thích vun đắp tiền cho phụ nữ, vì như vậy anh ta đi ra ngoài cũng sẽ có thể diện. Nếu có hiểu biết về kinh tế, bạn nhắm vào đối tượng khách hàng tiêu dùng là phụ nữ cũng không có gì sai cả. 2. Kiếm tiền từ miệng ăn Trên thế giới có hơn 6 tỷ người, tương đương với hơn 6 tỷ miệng ăn. Như vậy, các nhu cầu về lương thực, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại là những thứ mà chúng ta luôn quan tâm hàng ngày. Trong đó, vấn đề ăn uống là cấp thiết nhất chúng ta có thể không cần đi chơi giải trí mua quần áo đẹp nhưng lại không thể nhịn đói quá lâu bởi vì ăn uống hít thời chính là những điều kiện cơ bản cần thiết nhất để đảm bảo sự sinh tồn cơ bản của con người những người do thái có đầu óc kinh doanh đều nhằm vào điều này và vì thế đã kiếm được nhiều tiền người xưa có câu có thực mới vực được đạo đi chơi với bạn bè chúng ta sẽ ăn lẩu uống một tách cà phê khi công việc nhàm chán chúng ta cũng có thể ăn chút đồ ngọt đầu tư vào ăn uống đúng nơi đúng chỗ là cách tốt nhất để kiếm được nguồn tiền vô tận